Nếu bạn không rèn luyện trí não của mình thì nó sẽ trở nên lạc hậu theo thời gian. Xem của tôi nè. Đầu óc bạn không còn nhạy bén như trước và phản ứng của bạn cũng chậm lại. Nghe đáng sợ đúng không? Vậy còn chờ đợi gì nữa? Bài tập rèn luyện trí não hiệu quả đây. Ô tô bị đánh cắp. Bé này đã đến đồn cảnh sát để báo cáo về chiếc ô tô anh ta đổ ngay trước cửa nhà đã bị trộm mất. Một trinh sát hỏi anh ta chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Chà, tôi đang sửa cánh cửa ở tầng 2, khoan lỗ mới cho khóa và đeo tai nghe để nghe các bản nhạc yêu thích của mình. Thì đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới phố. Tôi chạy ra cửa sổ thì thấy xe bị lái đi rồi. Trinh sát biết ngay Bennett bị chuyện, làm sao anh ấy phát hiện ra điều đó? Nếu lúc đó đang đeo tai nghe và khoan thì Bennett không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên ngoài. Ai có tội? Emma lao vào trong nhà rồi kêu lên khi thấy một cảnh sát. Tôi đến ngay khi nhận được tin. Tôi và các con đang ở nhà của bố mẹ tôi ở vùng đồng quê. Chuyện gì đã xảy ra với chồng tôi vậy? E là ai đó đã đánh vào đầu ông White. Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện và tôi đang thẩm vấn các nghi phạm. Người lái xe nói, ông chủ đã cử tôi đến chỗ đối tác kinh doanh của ông ấy để lấy một số tài liệu quan trọng. Người đầu bếp bực mình, tôi không thể rời khỏi bếp. Ông White chỉ cho tôi vài giờ để chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Cô giúp việc buồn bã, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi dọn dẹp nhà cửa suốt cả ngày rồi đến tối, tôi quá mệt nên chỉ leo thẳng lên giường. Thám tử đã tìm ra ai là thủ phạm trong thời gian ngắn, còn bạn thì sao? Đó là đầu bếp. Vợ và con ông White không ở nhà, anh ta không cần nấu ăn cho cả gia đình. Giá cả kỳ lạ. Alex vào một cửa hàng để mua đồ cho ngôi nhà của mình. Anh hỏi người bán hàng, một có giá bao nhiêu? Người phụ nữ suy nghĩ và nói, 4 đô. Thế 15 thì sẽ có giá bao nhiêu? 8 đô. Bối rối, Alex hỏi tiếp, vậy nếu tôi mua 333? Sẽ là 12 đô. Alex đang chọn mua gì? Anh ta đi mua số nhà. Kế hoạch của thư viện công cộng. Một ngày nọ, một thư viện công cộng đưa ra thông báo kỳ lạ. Mỗi thành viên có thể mượn bao nhiêu sách tùy thích và không cần trả lại trong nửa năm tới. Tại sao? Thư viện đang chuyển đến một ngôi nhà mới, nhưng do việc lập ngân sách kém nên họ không đủ tiền. Với cách này, những người mượn sẽ di chuyển hầu hết các cuốn sách. Thông minh đó. Tai nạn xe hơi. Mark đang lái xe đến một cuộc họp kinh doanh quan trọng. Vì vội vã do đi hơi muộn nên anh đã bị tai nạn. Xe của anh vẫn ổn, nhưng người lái xe kia đã đâm đầu vào một cái cây. May mắn thay, anh ta không bị thương. Họ gọi cảnh sát. Khi các viên cảnh sát đến, Mark kể cho họ nghe câu chuyện của anh ta. Tôi đang lái xe nhanh nhưng vẫn cẩn thận thì đột nhiên một chiếc xe hơi lao ra trước mặt tôi. Tôi đã tránh được va chạm nhưng anh chàng này lại đâm vào cây. Khi thấy chiếc xe đắt tiền của tôi, anh ta bắt đầu đổ hết lỗi về vụ tai nạn này cho tôi. Tại anh đấy, tôi lái xe chậm và nói chuyện với vợ về kỳ nghỉ sắp tới. Xong anh tự nhiên từ đâu lao ra. Các cảnh sát đã biết ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn. Liệu bạn có thể... Đó là người đâm vào cây. Anh ta ở một mình trong xe, nghĩa là đang nói chuyện với vợ qua điện thoại. Mà điều đó là bất hợp pháp. Ồ, hư quá. Bị mắc kẹt trong kim tự tháp. Justin là một nhà khảo cổ đi khám phá các kim tự tháp cổ đại. Một lần có chuyện xảy ra và anh bị nhốt trong một gian phòng nhỏ nằm sâu dưới lòng đất. Justin đi vào phòng qua một lối đi hẹp bị chặn lại bởi các tảng đá. Chỉ có một cánh cửa và nó đã bị khóa. Để mở cửa, anh ta giải một câu đố và nhập chính xác mã 4 chữ số. A, G, F, H, V, Z, G, T. Justin nên nhập mã nào?
Mỗi chữ số của mã là số lượng chữ cái trong bảng chữ cái nằm giữa hai chữ trong câu đố. Vì vậy, mã là 5139. Không có lựa chọn. Một anh chàng đang đi đến Disneyland, sau đó anh tới một ngã tư. Có một biển báo ở đó, Blue Right, Disneyland Left. Chàng trai đứng đó một lúc, rồi buồn bã khủng khiếp. Anh quay về nhà. Tại sao? Anh nghĩ Disneyland đã thực sự left, bỏ đi. Vượt ngục. Một người đàn ông đang ở tù trên một hòn đảo. Ông ta không biết bơi, nhưng rồi một ngày lại trốn thoát được. Ông ta không dùng thuyền hay bất cứ thứ gì khác. Cũng không có cầu nối hòn đảo với đất liền. Làm sao ông ta làm được? Người đàn ông đã trốn thoát vào mùa đông khi nước bao quanh đảo bị đóng băng. Đơn giản là bước đi trên băng thôi. Xe hơi màu đỏ. Steven đang lái xe đi làm thì nhận ra mình đã để quên một tệp tài liệu quan trọng ở nhà. Anh vào nhà lúc 9 giờ. Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng kính vỡ, rồi thấy một người đàn ông đi ra từ cửa sau và chạy đến chiếc xe hơi màu đỏ. Steven chỉ có thể nhìn thấy một vài số trên biển số xe ấy. Anh gọi cảnh sát và kể toàn bộ chuyện đã xảy ra. Họ không để phí thời gian mà đi tìm người kia ngay. Sau khi tìm kiếm trong 10 phút, họ phát hiện ra một chiếc xe trông tương tự đổ gần một quán cà phê. Khi họ vào đến nơi, chỉ có một khách hàng ở đó. Một viên cảnh sát đã đến chỗ anh ta. Đó có phải là xe của anh không? Anh đã ở đâu 20 phút trước? Khách hàng trả lời, vâng, chiếc xe là của tôi, nhưng tôi đã ngồi đây hơn một tiếng rồi. Viên cảnh sát lập tức bắt giữ anh ta. Tại sao? Quán cà phê chỉ mở cửa lúc 9 giờ sáng. Gã đó không thể ở đó cả tiếng trước được. Bị nhốt. Một ngày nọ, Julia tắm nắng trong công viên và vô tình ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ có 3 cánh cửa. Vâng, luôn là 3, không bao giờ 2 hoặc 5. Có một số vật ngẫu nhiên nằm xung quanh. Gạch, chai rỗng, dây thần và thậm chí một cái thùng. Ngoài ra còn có một tờ ghi chú trên tường. Đằng sau một trong những cánh cửa này là một cầu thang dẫn đến tự do. Bạn không muốn biết có gì ẩn sau hai cánh cửa kia đâu. Julia thực sự sợ hãi. May mắn thay, cô đã nhanh chóng tìm ra việc cần làm và thoát ra ngay lập tức. Cô đã làm gì? Cô kéo cái thùng về phía mỗi cánh cửa, trèo lên đó và kiểm tra xem cầu thang có ở đó không. Phát hiện ra được là Julia sẽ tự do. Chợ hoa quả. Một người đàn ông đã đến chợ hoa quả để bán dưa lưới. Sau khi bán hết một nửa và một nửa quả dưa, anh ta còn một quả dưa nữa. Anh ta đã mang bao nhiêu đến chợ? Anh ta đến đó với 3 quả dưa. Ai đã làm điều đó? Maria đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của mình. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nhưng khi định đi tắm thì cô phát hiện ra phòng tắm đã có người. Đó có lẽ là một trong những chị em của cô ấy. Maria quyết định chọn bộ trang phục để không lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Maria nhận thấy phòng tắm trống không. Nhưng ngay khi bật vòi sen và gội đầu thì cô thấy nước có màu đỏ. Đó là một trò chơi khăm. Ai đó đã đổ sơn vào vòi hoa sen. Maria hỏi tội chị em của mình. Rose nói, em đang ở trong phòng học bài để chuẩn bị cho kỳ thi toán. Còn Ashley giải thích, chị đã tắm vòi sen ngay trước em. Chị còn gội đầu và mọi thứ đều ok mà. Maria ngay lập tức nhận ra ai đã trêu mình. Liệu bạn có thể... Đó là Ashley. Nhìn kìa, nếu mới tắm chỉ vài phút trước thì sao tóc cô lại khô và được tạo kiểu đẹp thế kia? Cái két trống. Alan gọi cho bạn mình là Milo, một thám tử tư, và yêu cầu anh đến sớm nhất có thể. Khi đến văn phòng của Alan, Milo thấy mọi thứ bị đảo lộn, giấy tờ khắp nơi và đồ đạc bị hỏng. Tớ vào văn phòng rồi thấy thế này là gọi ngay cho cậu đấy, giọng Alan run rẩy.
hy vọng họ không lấy trộm tiền của công ty và các tài liệu quan trọng. Alan vội vã đến chỗ Két với chiếc chìa khóa trong tay. Đây là chìa khóa duy nhất cho Két này. Anh nhét chìa khóa vào ổ và mở cửa. Két trống không. Trong khi Milo đang nhìn xung quanh, Alan đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ có nhân viên mới này tên Robert, tớ chắc chắn anh ta là gián điệp do đối thủ cạnh tranh của tớ gửi tới. Có thể anh ta đã lén mở két sắt của tớ để lấy cắp những tài liệu quan trọng. Milo quay sang bạn của mình. Chính xác vì sao cậu lại muốn đổ lỗi cho anh chàng vô tội đó thế? Làm thế nào Milo biết được? Chỉ có một chìa khóa để mở két và Alan có nó. Nếu nhân viên phá khóa ở két sắt thì anh ta sẽ không thể khóa lại. Những ngôi nhà sặc sỡ. Một ngôi nhà màu cam, Orange House, được làm từ gạch màu cam. Một ngôi nhà màu vàng, Yellow House, được làm từ đá màu vàng. Một ngôi nhà màu xanh, Loose House, được làm từ những khúc gỗ màu xanh. Thế Green House được làm bằng gì? Tất nhiên là kính rồi. Tạm biệt. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nha.